Trong cuộc đời mỗi người, từng giai đoạn khác nhau sẽ gặp những con người khác nhau và sự việc khác nhau. Có những cuộc gặp gỡ người ta cho nó là định mệnh, có những người ta vừa gặp lần đầu đã không thích, nhưng cuối cùng lại va vào nhau. Câu chuyện sau đó có thể vui, có thể buồn, có lúc hạnh phúc, có lúc là bất hạnh, không một ai lường trước được. Vụ án ngày hôm nay cũng là bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ, tuy nhiên kết thúc của câu chuyện lại là một điều không ai mong muốn. Hãy cùng xem hết video ngày hôm nay để biết câu chuyện xung quanh vụ án này là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Đại học Hồng Kông là một trong những trường đại học lâu đời nhất ở Hồng Kông. Trường có tổng diện tích 50 hectare, đặt trụ sở chính tại vùng Tây Bắc của đảo Hồng Kông, nhìn ra cảng biển nổi tiếng Victoria. Đại học Hồng Kông có một tòa nhà ký túc xá tên là Wellen Hall. Wellen Hall nằm ở trên đường Sasol ở Sawan, nép mình giữa núi và biển. Từ xa có thể nhìn thấy núi non trùng điệp và sự chuyển động chậm rãi của những con thuyền. Có khoảng 400 sinh viên sống ở 16 tầng của Wellen Hall. Mỗi sinh viên cần phải trả hơn 10.000 đô la Hồng Kông mỗi năm. So với việc thuê ngoài trường thì giá ở đây ưu đãi hơn và phong cảnh lại đẹp. Chính tại nơi mà hầu hết sinh viên đều khao khát sự yên tĩnh thì vào ngày 18 tháng 8, cán bộ và sinh viên Đại học Hồng Kông bất ngờ phát hiện nhiều thông báo người mất tích trong khuôn viên trường. Tin tức này đã làm dấy lên nhiều nghi ngại và tâm lý bất an cho toàn thể mọi người ở đây. Bởi vì những câu chuyện mất tích trong khuôn viên trường đại học mà họ từng nghe qua, tất cả dường như đều có kết cục không tốt. Người đăng thông báo là Trương Kỳ Trung, phó giáo sư kỹ thuật cơ khí tại trường kỹ thuật, trường thành viên của Đại học Hồng Kông, đồng thời là thành viên hội đồng quản trị nhà trường và kiêm quản lý ký túc xá Wellen Hall. Thông báo mất tích cho biết, vợ ông Trương Kỳ Trung là Trần Tuệ Văn đã bỏ nhà đi vào ngày 17 tháng 8, đến nay vẫn chưa tìm được tung tích. Hy vọng bất cứ ai nhìn thấy bà thì hãy liên hệ theo số điện thoại của ông Trương Kỳ Trung được ghi bên dưới. Phó giáo sư Trương Kỳ Trung, 54 tuổi, được đánh giá là người khiêm tốn, vui vẻ và có mối quan hệ rất tốt với tất cả sinh viên và đồng nghiệp tại trường. Chính vì yêu mến thầy nên khi biết tin vợ thầy mất tích, các sinh viên đã tự tổ chức đi tìm kiếm tung tích của bà. Thời điểm đó, có rất nhiều bài đăng và chia sẻ trên mạng xã hội, đa số đều là từ các tài khoản cá nhân của sinh viên Đại học Hồng Kông với mong muốn nhanh chóng tìm được Trần Tuệ Văn. Hai ngày trôi qua, sau khi các thông báo mất tích được gửi đi, mặc dù đã có sự hỗ trợ nhiệt tình của rất nhiều người, nhưng tung tích của bà Trần Tuệ Văn vẫn còn là một ẩn số. Lo lắng vợ đã gặp chuyện, ngày 20 tháng 8, giáo sư Trương Kỳ Trung không chịu đựng được nữa nên đã báo cáo vụ việc với cảnh sát. Bà Trần Tuệ Văn, 52 tuổi, hiện làm công việc nội trợ. Gia đình ông Trung và bà Văn bao gồm 4 người, hai vợ chồng cùng hai con sống ở tầng 16 của khu ký túc xá Wellen Hall đã được một thời gian. Hai người con của ông bà là Trương Tư Tuệ, sinh năm 1989 và con trai Trương Tư Bác, sinh năm 1991. Gia đình này có thể nói là gia đình nhà người ta, khi có gia cảnh cực kỳ tốt đẹp. Con trai là một nha sĩ có tiếng, con gái là một điều tra viên cho Ủy ban Độc lập chống tham nhũng Hồng Kông. Bản thân ông Trung lại là phó giáo sư đại học. Còn người vợ không đơn thuần chỉ làm nội trợ đâu các bạn. Nhưng một lát nữa thì ở phần dưới mình sẽ nói đến công việc thứ hai của bà Văn để các bạn có thể tự đoán. Trương Kỳ Trung khai với cảnh sát rằng mình và vợ đã cãi nhau vì một số chuyện vặt vãnh. Cả hai không ai chịu nhượng bộ nhau nên từ chuyện bé mà xé ra to. Đêm đó hai người quyết định ngủ riêng. Sáng hôm sau, ông Trung tranh thủ dậy để chuẩn bị đến lớp thì phát hiện bà Văn không có ở nhà. Nghĩ vợ mình ra ngoài đi chợ sớm nên ông cũng không để tâm lắm. Mãi đến chiều tối cũng không thấy bà Văn trở về nên cả nhà đã chia nhau đi tìm. Ngoài ra ông còn nhờ đến sự hỗ trợ của các đồng nghiệp và các sinh viên trong trường tìm kiếm vợ mình. Ông Trung kể rõ chi tiết vào đêm trước ngày vợ mất tích rằng tối ngày 16 tháng 8, để dễ cho thuê nhà, bà Văn đã nhờ ông đổi bệ toilet trong nhà thuê từ phòng tắm của con trai. Người con trai Trương Tư Bác đi làm về, nhìn thấy vào nhà vệ sinh, liền tức giận hỏi mẹ tại sao lại cho mình dùng bệ toilet của người khác. Trần Tuệ Văn thản nhiên nói, đấy không phải chuyện của tôi,
chính bố anh đã hoán đổi chúng. Cậu con trai tức giận nhưng không thể làm gì được, nên đã trút giận bằng cách đổ nước sốt màu nâu vào bồn cầu trong phòng của mẹ và em gái, rồi dùng băng dính dán nắp lại. Lúc 10 giờ tối, người em gái Trương Tư Tuệ về nhà, vừa bước chân vào phòng tắm đã nhìn thấy dưới sàn nhà bừa bộn. Cô nổi giận đóng sầm cửa lại, sau đó ra ngoài la hét và bảo mẹ vào dọn phòng ngay. Bà Văn trước giờ là người rất nghiêm khắc và tính khí nóng nảy. Khi nghe con gái nói vậy, bà cũng nhắm mắt làm ngơ và nói: "Đó không phải lỗi của tôi, cũng không phải nhiệm vụ của tôi." Trong lúc hai mẹ con đang tranh cãi, ông Trung bước vào nhà sau một ngày đi làm mệt mỏi. Vì muốn cho yên chuyện, ông bước đến can ngăn. Trương Tư Tuệ vẫn không nguôi giận, lập tức bỏ nhà đi. Đêm đó, Tư Tuệ không về mà ngủ nhờ ở nhà một người bạn. Ngồi ở cạnh giường xem máy tính và điện thoại, Trương Kỳ Trung cố gắng xoa dịu cảm xúc của bà Văn và vào bếp pha cho bà một tách trà mật ong. Bà Văn lúc này chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại, tay nhắn tin với người nào đó, có lẽ là đối tác làm ăn hoặc là những người bạn cùng chơi chứng khoán của bà, nên ông Văn cũng không mấy để ý. Sau khi nhận lấy tách trà, bà nhấp một ngụm, cau mày nói trà mật ong không ngon, chắc đã hết hạn sử dụng. Bà yêu cầu chồng chạy đến siêu thị và mua một thương hiệu khác. Trương Kỳ Trung chỉ biết thở dài và nói: "Đây là loại mật ong mới mà con gái chúng ta mua, hương vị có hơi lạ một chút, bà hãy từ từ cảm nhận chúng." Trần Tuệ Văn nghe xong lập tức quát: "Sao vừa rồi ông không ngăn con gái lại, làm cha mà lại như thế à? Ông hãy tự nhìn nhận lại xem mình có đáng làm cha không?" Trương Kỳ Trung tỏ vẻ khó hiểu: "Còn bà, tại sao không dọn nhà vệ sinh? Con gái làm việc cả ngày đã mệt mỏi lắm rồi, tại sao còn quát nạt nó?" Trần Tuệ Văn lớn tiếng cho rằng đó không phải việc của mình, đồng thời khẳng định nếu không có mình thì cái nhà này sẽ chết đói, sẽ không có nhiều bất động sản đến như vậy. Đến đây, chắc các bạn cũng đoán được bà Văn làm nghề gì rồi đúng không? Không chỉ là nội trợ, bà còn là một chuyên gia đầu tư bất động sản và thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, như những gì ông Trung kể lại, chúng ta cũng đoán được phần nào tính cách của bà Văn. Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, một người mẹ nghiêm khắc và khó tính. Đồng thời, có vẻ bà cũng là một người rất nóng nảy. Tuy nhiên, không thể phủ nhận khả năng kiếm tiền của bà Văn, đúng không các bạn? Sau khi nghe những lời nói của vợ, ông Trung cảm thấy rất tức giận, nhưng ông cũng đành bỏ ra ngoài phòng khách ngủ. Đến sáng thì không thấy vợ ở nhà và cũng từ đó mà bà đã mất tích. Cảnh sát cũng xác nhận lời khai của hai người con về sự việc tối hôm đó. Thậm chí đến lúc này, người con trai vẫn còn tức giận, chỉ trích mẹ lúc nào cũng ép buộc mình theo ý của mẹ. Vậy những nghi phạm đầu tiên chỉ có thể là ba thành viên trong gia đình này. Nhưng họ bắt cóc vợ và mẹ mình làm gì để rồi giờ lại phải đi tìm chứ? Tuy nhiên, để không bỏ qua bất cứ manh mối nào, cảnh sát vẫn điều tra về ba người. Đầu tiên là người đàn ông trong gia đình, Trương Kỳ Trung. Cảnh sát đã lập tức đến Đại học Hồng Kông để điều tra. Khi xe cảnh sát đến nơi, các sinh viên nhận ra vị giáo sư cũng có ở đó nên đã kéo đến xem tình hình. Các sinh viên cho biết giáo sư Trung là một người đáng mến, có mối quan hệ rất tốt với vợ mình. Họ thường xuyên thấy hai vợ chồng đi dạo trong khuôn viên trường, cử chỉ lúc nào cũng rất tình cảm. Dù tính cách bà Văn rất khó chiều, nhưng hai người vẫn sống cùng nhau đến tận bây giờ thì chứng tỏ ông Trung đã yêu vợ đến nhường nào. Còn về hai người con của họ cũng có tính cách giống cha, hiền lành và rất dịu dàng. Tuy nhiên, người con trai là người thường hay xích mích với mẹ và bỏ ra phòng khám để ngủ lại. Sau khi nghe được các thông tin từ những người xung quanh, cảnh sát ngay lập tức nhận ra vấn đề. Ông Trung và bà Văn có mối quan hệ tốt như vậy, bà Văn lẽ ra sẽ không bỏ nhà đi chỉ vì tranh chấp nhỏ. Tuy nhiên, quan sát và đánh giá của mỗi người là khác nhau, chỉ bằng lời nói từ một phía thì không thể kết luận được gì. Vì vậy, đội điều tra đã đến nơi ở của ông Trung tại tầng 16 khu ký túc xá Wayland Hall để tìm hiểu một cách chi tiết. Tiến hành khám xét nơi ở của bà Tuệ Văn thì nhận thấy đồ đạc, trang sức và một số tiền tiết kiệm của bà Văn vẫn còn nguyên trong nhà, nên cảnh sát loại trừ khả năng bà đã bỏ nhà ra đi. Kiểm tra một vòng quanh căn nhà, cảnh sát tìm thấy trong hộc tủ có hai chiếc điện thoại di động vẫn đang hoạt động bình thường. Cảnh sát đã hỏi ông Trung ai là người sở hữu hai chiếc điện thoại này. Ông Trung nói tất cả đều thuộc về vợ mình. Trương Kỳ Trung giải thích rằng vợ mình có đến hai điện thoại,
một chiếc dùng để liên lạc cho các hoạt động giao lưu trên mạng xã hội, chiếc còn lại chỉ dùng để chơi game. Kiểm tra camera giám sát trong khu vực ký túc xá, cảnh sát phát hiện khoảng 10 giờ sáng ngày 17, một người phụ nữ tóc đen, quàng khăn choàng, ôm ba lô vội vàng đi thang máy rời khỏi tầng 16. Ông Trung ngay lập tức xác định đây là vợ ông, Trần Tuệ Văn. Cảnh sát đồng thời cũng kiểm tra di động của bà Văn vì một chi tiết đáng nghi lúc đầu. Các bạn có nhận ra điểm gì không? Đó chính là lúc ông Trung đi pha trà, bà Văn đang nhắn tin với một người bạn. Có khả năng người đó cũng liên quan đến vụ án mất tích này. Sau khi kiểm tra những liên hệ tối đó, cảnh sát phát hiện một người rất đáng nghi. Trong đoạn tin nhắn tối đó, hai người đã hẹn ngày hôm sau gặp mặt, cũng chính là ngày bà Văn mất tích. Điều này thật sự rất có thể người này biết bà Văn đang ở đâu. Ngay lập tức, cảnh sát xác định được người đàn ông này tên Hoàng Gia Bảo, 42 tuổi. Bảo kể mình quen bà Văn khi tham gia một buổi tiệc dành cho những người chơi chứng khoán. Nhận thấy có những điểm chung nên hai người có kết bạn và chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm làm giàu. Họ cũng thường gặp gỡ để bàn về chuyện này. Nghe vậy, cảnh sát đã điều tra và biết được Hoàng Gia Bảo đang gánh một khoản nợ khổng lồ. Dù anh ta có bán đi những cổ phiếu trước giờ của mình cũng không thể trả được. Cảnh sát lúc này cũng đặt ra một lập luận. Có thể trong khoảng thời gian trò chuyện, Bảo biết được bà Văn không chỉ có tài khoản chứng khoán mà còn nắm giữ rất nhiều bất động sản. Chính vì vậy, anh ta đã ra tay sát hại nạn nhân để hòng cướp đoạt tài sản. Nhưng lập luận này cũng có rất nhiều hạt sạn. Bất động sản chứ không phải tiền mặt. Để có được khối tài sản này, bắt buộc phải trải qua nhiều bước nên việc sát hại nạn nhân vì tiền là điều vô lý. Nhưng nếu là để bắt cóc tống tiền thì tại sao đến giờ anh ta vẫn không có động tĩnh gì? Thấy cảnh sát đang nghi ngờ mình, Bảo tiếp tục kể. Tối 16 tháng 8, anh thật sự đã nhắn mời bà Văn ra ngoài để trò chuyện, đồng thời cũng là mở lời mượn một khoản. Tuy nhiên, cho đến khi trời sắp tối, bà Văn vẫn không đến, liên lạc cũng không được, nên anh ta đành trở về nhà. Trích xuất camera quán cà phê Bảo ngồi ngày hôm đó, cảnh sát nhận thấy những lời anh ta khai hoàn toàn là sự thật. Quả thật là anh ta đã ngồi cả ngày hôm đó, vậy nên họ đành phải bỏ qua. Lúc này, cảnh sát sực nhớ ra một chuyện, đó là lời khai đối lập của ông Trung. Các bạn có nhớ, lúc đầu ông Trung nói rằng sau khi ngủ dậy thì ông không thấy vợ ở nhà nên đã bỏ đi làm không? Thế nhưng, lúc sau cảnh sát trích xuất camera thì bà Văn lại ra khỏi nhà lúc 10 giờ. Điều này có nghĩa là sao? Lẽ nào bà Văn đã trốn ông Trung, sau đó thì lén ra khỏi nhà đi gặp ai đó? Hay ông Trung đang nói dối? Cảnh sát bắt đầu sâu chuỗi các manh mối thu thập được lại với nhau và mở một cuộc thảo luận tại chỗ. Một điều tra viên nghi ngờ lời khai của ông Trung có vấn đề nên đã quyết định theo dõi hành vi của người này. Ngày hôm sau, đội điều tra đến khuôn viên Đại học Hồng Kông để tìm kiếm manh mối. Khi đến nơi, họ tình cờ gặp Trương Kỳ Trung ở bãi đậu xe. Lúc này, Trương Kỳ Trung mồ hôi đầm đìa, ông đang đẩy một chiếc thùng gỗ màu trắng về phía xe tải. Thấy vậy, cảnh sát cũng dừng lại, kéo cửa xe xuống và nói to: "Giáo sư Trung, có cần chúng tôi giúp đỡ hay không?" Trương Kỳ Trung liền mỉm cười nói: "Không không, chỉ là chút đồ thôi, lát nữa tôi sẽ về, các cán bộ cứ lên nhà trước đi." Cảnh sát gật đầu mỉm cười, lên lầu ở lại một lúc rồi rời đi trước khi ông Trung quay lại. Hai ngày sau, cảnh sát gọi điện cho ông Trung và nhắc đến chiếc thùng gỗ màu trắng mà họ nghi ngờ. Ông Trung trả lời trong đó là đựng hồ sơ sinh viên và một số giấy tờ quan trọng. Nghe vậy, cảnh sát không nói gì thêm mà chỉ chào đối phương rồi cúp máy. Cho dù là vậy, nhưng các cảnh sát vẫn vô cùng tò mò, không biết bên trong cái thùng gỗ đó rốt cuộc chứa gì. Để tìm hiểu, đội điều tra đã quay trở lại trường. Lần này họ không gặp trực tiếp giáo sư Trung mà đến gặp hiệu trưởng trường học. Thầy hiệu trưởng nói rằng bên trong thường chứa giấy tờ quan trọng, có thể liên quan đến đề kiểm tra bộ môn mà phó giáo sư phụ trách. Thầy hiệu trưởng cũng khẳng định mình không có thẩm quyền kiểm tra đồ đạc trong văn phòng của phó giáo sư nên không thể giúp các cảnh sát kiểm chứng được những thứ bên trong. Mặc dù cảnh sát có phần nghi ngờ nhưng cũng không tìm giáo sư Trung mà quyết định quay trở về đồn. Đến ngày 28 tháng 8, sau khi xin được lệnh khám xét, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét văn phòng của giáo sư Trung ở tầng 7. Sau khi cửa thang máy được mở ra, cảnh sát bước vào văn phòng của Trương Kỳ Trung. Lúc này, bất ngờ một mùi thối xộc thẳng vào mặt.
mùi hôi khó chịu khiến cho ai nấy phải lấy tay che mũi. Điều làm các cảnh sát bất ngờ là căn phòng này đang trong trạng thái khá bừa bộn. Không ai nghĩ một giáo sư kỳ cựu được các sinh viên yêu mến lại có lối sống thiếu ngăn nắp như thế. Trên bàn, dưới sàn, khắp nơi toàn là giấy rác. Tất cả đã bị vò nát và vứt lung tung. Các cảnh sát cũng cố gắng tìm ra nguồn gốc của mùi hôi. Rất nhanh chóng, ở góc phòng, họ có thấy một vật gì đó được che phủ bởi một tấm vải đen. Lấy tay giở vải lên, các cảnh sát nhìn thấy trước mặt là thùng gỗ màu trắng mà ông Trung đã đẩy đi hôm trước. Mùi hôi có vẻ phát ra ở đây. Tất cả các khe hở của thùng gỗ đều được dán kín bằng băng dính. Đưa mắt vào quan sát kỹ hơn, cảnh sát nhận ra có một dòng nước màu đỏ sậm rỉ ra từ khe hở ở bên dưới. Nghi ngờ đó là vết máu, cảnh sát đã dùng găng tay tiến hành tháo băng dính mở thùng gỗ và kiểm tra bên trong. Lúc này, ở bên ngoài vọng vào tiếng hét rất to. Tiếng hét là của giáo sư Trung. Trương Kỳ Trung vội vàng chạy tới phía thùng gỗ và nói đó là hồ sơ quan trọng của nhà trường, mong các cán bộ đừng mở ra một cách tùy tiện. Ông Trung giải thích những vệt màu đỏ chảy ra có thể là do mực bị đổ, vì ông Trung có cất trong đó một vài hộp mực giấu màu đỏ, có thể vặn không kỹ nên đã đổ ra ngoài. Còn mùi hôi là do có chuột chết trong nhà vệ sinh, nhưng do quá bận nên ông chưa kịp dọn. Mặc cho lời giải thích của giáo sư Trung, các cảnh sát vẫn tiếp tục tiến hành khám ở bên trong chiếc thùng vì họ cảm nhận mùi hôi phát ra từ bên trong. Chắc chắn là ở bên trong có điều mờ ám. Cánh cửa thùng gỗ từ từ mở ra, dòng nước màu đỏ chảy ra càng nhiều hơn. Cảnh sát nghi ngờ nó là vết máu chứ không phải là mực đỏ giống như giáo sư Trung nói. Vết đỏ này không chảy ra từ trong thùng gỗ mà chính là chảy ra từ một chiếc vali màu xanh. Cẩn thận nhấc chiếc vali xuống và kéo dây ra, cảnh sát hốt hoảng phát hiện bên trong chứa một thi thể cuộn tròn đang bốc mùi dữ dội. Thi thể là của một người phụ nữ, chỉ mặc quần lót. Bụng, tay và chân lúc này trương to, có dấu hiệu phân hủy nặng. Cảnh sát ngay lập tức vén tóc sang một bên, khuôn mặt tuy đã sưng phù nhưng vẫn có thể nhận ra được. Đây chính là bà Trần Tuệ Văn, vợ ông Trương Kỳ Trung. Cổ nạn nhân bị một sợi dây điện màu đen quấn quanh. Dựa vào chi tiết này, bước đầu suy đoán bà Văn tử vong do ngạt thở. Ngay lập tức, cảnh sát đã tiến hành phong tỏa hiện trường. Các bác sĩ pháp y cũng nhanh chóng được cử đến để khám nghiệm tử thi tại chỗ. Tất cả những người có mặt trong văn phòng được yêu cầu ở lại để lấy lời khai. Trương Kỳ Trung lúc này sắc mặt tái xanh, chân đứng không vững. Thông tin một thi thể nữ phát hiện trong khuôn viên trường khiến cho tất cả mọi người cảm thấy hoang mang. Nhưng hoang mang hơn nữa là khi họ biết giáo sư Trung đang bị nghi ngờ đến thi thể này. Xung quanh căn phòng vị giáo sư rất nhanh đã chật kín người, mùi của tử thi bốc ra ngày càng khó chịu, nhưng cũng vẫn không ngăn được sự tò mò của mọi người. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong vào khoảng 11 ngày trước, cũng chính là thời điểm bà Văn được thông báo mất tích. Cảnh sát tin rằng giáo sư Trung có liên quan đến vụ án. Dựa theo những manh mối thu thập được từ trước đến giờ, có lẽ ông Trung đã sát hại vợ mình tại nhà riêng, sau đó bỏ thi thể vào trong thùng gỗ, đẩy đến văn phòng làm việc. Trương Kỳ Trung ngay lập tức được đưa về đồn để tiến hành lấy lời khai, sau đó xác định được nghi phạm. Cả trường đều chấn động trong ngoài. Giáo sư Trung, vị giáo sư mẫu mực, người luôn được mọi người nể trọng, chẳng lẽ lại là một kẻ sát nhân hay sao? Không thể tưởng tượng ra nổi việc ông ra tay với vợ rồi thản nhiên giấu xác bên cạnh 11 ngày, thậm chí còn chỉ đạo và nhờ đến sự trợ giúp của mọi người trong việc tìm kiếm tung tích. Trong khi một số tin rằng Trương Kỳ Trung đã thực sự phạm tội, thì một số khác lại cho rằng cảnh sát đã bắt nhầm người, chắc chắn giáo sư Trung sẽ không làm chuyện tán tận lương tâm đó. Không ngoại lệ trường hợp ông Trung đang dung túng cho hung thủ, và người đó không ai khác có thể là một trong hai người con vì chính họ đã từng xích mích với mẹ mình trước đây. Với cương vị là một người theo dõi vụ án, các bạn nghiêng về bên nào hơn? Hãy đưa ra suy đoán và tiếp tục chờ xem tận cùng của sự thật ngay sau đây. Sau khi bị bắt, Trương Kỳ Trung hoàn toàn giữ im lặng trong những lần hỏi cung của cảnh sát. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, ông Trung đột nhiên nói với nhân viên quản giáo cho mình đi gặp đội điều tra và hứa sẽ khai nhận tất cả mọi chuyện. Đối mặt với cảnh sát, Trương Kỳ Trung cho rằng mình đã quá mệt mỏi về việc giấu giếm,
ông ta muốn tiết lộ sự thật để không phải hàng ngày dùng lý lẽ để quanh co chối tội. Nhưng trước hết, hãy cùng nói qua về Trương Kỳ Trung và những nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này. Trương Kỳ Trung khai, sinh năm 1965 trong một gia đình có điều kiện kinh tế bình thường tại Hồng Kông. Từ nhỏ, Trương Kỳ Trung đã có tố chất thông minh hơn người. Trung luôn đạt thành tích cao trong học tập và luôn luôn đứng đầu về điểm số, khiến cho các bạn cùng lớp vô cùng ngưỡng mộ, thầy cô quan tâm và ưu ái. Trương Kỳ Trung trở thành niềm tự hào của không những gia đình mà còn là niềm tự hào của cả thành phố. Năm 1982, Trương Kỳ Trung theo học tại Đại học Birmingham, Anh và thành công lấy được bằng tiến sĩ danh giá. Sau khi lấy được bằng tiến sĩ, Trung quyết định ở lại Anh và làm việc tại đây một thời gian. Năm 1989, Trương Kỳ Trung trở về quê hương. Thuận theo lời mai mối của bố mẹ, Trung quyết định đi gặp Trần Tuệ Văn, con gái của một gia đình giàu có. Trương Kỳ Trung ban đầu vốn dĩ không hứng thú với cô gái có vẻ ngoài giản dị, không tài năng và ít học thức này. Tuy nhiên, gia thế giàu có của nhà Văn đã nhanh chóng lấp đầy khoảng cách giữa họ. Mùa xuân năm 1990, sau một thời gian hẹn hò ngắn ngủi, Trương Kỳ Trung và Trần Tuệ Văn đã quyết định tiến tới hôn nhân. Không lâu sau đó, hai vợ chồng có một con trai và một con gái. Con trai tên Trương Tư Bác, con gái tên Trương Tư Tuệ. Trương Tư Bác là một nha sĩ có tiếng. Trương Tư Tuệ lấy bằng luật ở Anh, sau đó trở về nước làm điều tra viên cho Ủy ban Độc lập chống tham nhũng Hồng Kông. Trương Kỳ Trung luôn tự hào về các con của mình, hai đứa con của ông đều được thừa hưởng gen tốt và học giỏi từ nhỏ. Về phần ông Trung, bằng tài năng và kinh nghiệm dày dạn của mình, đã trở thành phó giáo sư khoa học kỹ thuật cơ khí tại Học viện Kỹ thuật Đại học Hồng Kông. Công tác tại đây suốt 27 năm, ông còn là thành viên hội đồng trường Đại học Hồng Kông, kiêm trợ lý hiệu trưởng của Học viện Kỹ thuật, đồng thời là quản lý ký túc xá Welland Hall. Cuộc sống cũng như là điều kiện kinh tế gia đình khá ổn định. Trương Kỳ Trung là một giáo sư nổi tiếng, nhận được nhiều sự yêu mến. Gia đình ai cũng đạt được thành tựu nhất định, đồng thời được đánh giá là khá hạnh phúc, khiến cho vô số người cảm thấy ghen tị. Vậy tại sao cuối cùng lại sát hại nhau? Rốt cuộc, nguyên nhân đến từ đâu? Như chúng ta đã tìm hiểu lúc đầu, Trần Tuệ Văn không phải là một bà nội trợ toàn thời gian. Bởi vì ngoài quán xuyến việc nhà, bà còn là một chuyên gia đầu tư bất động sản và thị trường chứng khoán. Trần Tuệ Văn đã mua tổng cộng 5 căn nhà và cho thuê một bãi đậu xe. Tổng tài sản của hai vợ chồng thời điểm đó lên đến gần 68 triệu đô la Hồng Kông. Mặc dù sở hữu khối tài sản khủng, nhưng gia đình Trần Tuệ Văn sống rất tằn tiện. Các vụ đầu tư của bà Văn khiến ông Trung chịu áp lực tài chính rất lớn. Tiền lương và thu nhập từ cho thuê nhà không thể trả được khoản vay thế chấp các ngân hàng. Hàng ngày, Trần Tuệ Văn sẽ lên kế hoạch cẩn thận cho 3 bữa ăn, chọn những cửa hàng có giảm giá đặc biệt, thậm chí là sẵn sàng sử dụng thực phẩm quá đắt 1-2 ngày. Bà lên kế hoạch săn vé máy bay, chọn những khách sạn hoặc nhà hàng đang có ưu đãi cho những bữa ăn bên ngoài của gia đình. Đồng thời, Trần Tuệ Văn còn nổi tiếng là người hung dữ và độc đoán. Bà cũng mong muốn làm chủ căn nhà thay vì để cho ông Trung làm điều đó giống như những gia đình khác. Trần Tuệ Văn rất khắt khe và luôn kiểm soát mọi hành động của con cái. Mặc dù hai anh em họ Trương đã trưởng thành nhưng làm việc gì cũng phải để bà Văn quyết. Chính tính cách này của bà Văn đã khiến cho gia đình không được ngày nào yên ổn. Dăm ba hôm thì lại nghe thấy họ to tiếng với nhau, không ai chịu nhịn ai. Mỗi khi Trần Tuệ Văn tranh cãi nảy lửa với con cái thì lại vô cớ trút giận lên đầu chồng. Bà Văn thậm chí còn yêu cầu Trương Kỳ Trung đứng về phe mình, gây áp lực lên hai người con. Trần Tuệ Văn là một người khá coi trọng chuyện tiền bạc, chuyện này khiến ông Trung vô cùng khó chịu. Bà Văn đã từng yêu cầu chồng chuyển hết tiền lương hàng tháng cho mình. Mức lương hàng tháng lúc đó của ông Trung cũng là một con số cao ngất ngưởng. Nó lên đến khoảng 100.000 đô la Hồng Kông, khoảng hơn 300 triệu tiền Việt. Sau một khoảng thời gian dài chung sống, bà Văn đã nhận được số tiền từ chồng lên đến 6 triệu đô la Hồng Kông. Từ tháng 2 đến ngày 15 tháng 8 năm 2018, bà Văn yêu cầu chồng viết 3 tấm séc với tổng giá trị 16,7 triệu đô la Hồng Kông cho mình. Tấm séc cuối cùng ghi 4 triệu đô la Hồng Kông được dùng để mở tài khoản tiết kiệm ngân hàng, nhưng ông chỉ còn khoảng 120.000 đô la trong tài khoản. Séc sau đó đã bị trả lại do không đủ tiền. Trương Kỳ Trung khai rằng
việc đầu tư bất động sản đều do cả hai vợ chồng quyết định, nhưng bà Văn lại nhận hết công lao về mình, trách mắng chồng là bất tài vô dụng, khiến ông nhiều lần bị tổn thương. Vào ngày 16 tháng 8, mọi chuyện quả thật đã xảy ra giống như lời kể lúc đầu của ông Trung với cảnh sát. Tuy nhiên, hắn ta chỉ kể đến đoạn đầu, còn những việc lúc sau, ông đã giấu giếm rất giỏi. Sau khi bà Văn nói rằng nhờ bất động sản của mình nên cả nhà mới có cuộc sống như hiện tại, Trương Kỳ Trung đã phản bác lại rằng nếu như không có lương của mình thì lấy đâu ra tiền để bà Văn mua bất động sản. Trần Tuệ Văn tức giận đáp trả, đi làm thuê thì ghê gớm lắm mà, trông cậy vào ông thì có mà cả nhà này ăn mày. Nói xong, bà Văn đạp Trung ngã xuống giường, đập đầu. Bà Văn thấy chồng té nhưng không hề đỡ dậy, cũng không lấy dầu xoa cho ông mà thẳng thừng yêu cầu Trung tối nay ngủ trên sofa ngoài phòng khách. Trương Kỳ Trung tính tình hiền lành, chịu đựng giỏi nên bình tĩnh bước lại, với tay lấy đôi dép dưới gầm giường định bỏ đi. Tuy nhiên, lúc này hắn ta lại vô tình chạm vào sợi dây điện màu đen, trong khi bà Văn vẫn không ngừng chửi bới. Quá tức giận, Trung cầm sợi dây điện, điên cuồng lao đến siết cổ vợ. Bà Văn có la hét, nhưng vì cả hai đứa con đều đã ra ngoài nên không ai cứu giúp được. Sau khi bà Văn đã tử vong, sợ bị phát hiện, Trung giấu thi thể vợ vào trong chiếc vali màu xanh lam, rồi chuyển sang chiếc vali màu xanh lá cây để ở ngoài ban công một đêm. Ngày hôm sau, Trương Kỳ Trung dậy sớm, đưa con trai đi làm rồi trở về nhà. Mùa hè nóng nực, thi thể nhanh chóng bốc mùi. Vì vậy, hắn ta đã mua 8 tấm gỗ từ cửa hàng mộc, làm một chiếc hòm theo kích thước của vali, rồi dán kín các khe hở bằng băng dính. Nhằm ngụy tạo việc bà Văn bỏ nhà đi, Trương Kỳ Trung đã vứt giày và hộ chiếu của vợ, gửi tin nhắn cho vợ qua WhatsApp để che đậy, sau đó thì đi bơi và dắt chó đi dạo như thường lệ. Vài ngày không gặp được chị, em vợ Trần Tuệ Hiền rất lo lắng nên vặn hỏi anh rể và nhận được câu trả lời là bà Văn đã đi du lịch nước ngoài. Tuệ Hiền cảm thấy rất bất an, nói với cháu gái Trương Tư Tuệ và định báo cảnh sát. Sau khi biết em dâu định báo án, ông Trung khăng khăng muốn tự mình trình báo. Trương Kỳ Trung cùng đến đồn cảnh sát với con gái vào tối ngày 20 tháng 8. Vậy nên chuyện báo cảnh sát thực tế từ đầu là do bất khả kháng nên hắn ta mới chủ động nhằm để cho cảnh sát tin tưởng mình hơn. Trương Kỳ Trung sau đó giả vờ cùng với cảnh sát tìm kiếm xung quanh Wellun Hall, kiểm tra video giám sát của tòa nhà và phát hiện bóng dáng một phụ nữ ở lối vào thang máy. Trung xác nhận người này là bà Văn, thành công đánh lạc hướng cảnh sát. Dự tính, cảnh sát nhất định sẽ khám xét tòa nhà, tên sát nhân tìm cách xử lý thi thể. Vì không muốn vứt xác xuống biển hay bãi rác, Trương Kỳ Trung tính chuyển thùng gỗ đến văn phòng làm việc trên tầng 7 ở trường đại học. Vài ngày sau, khi đến ký túc xá Wellun Hall để kiểm tra lần nữa, cảnh sát thấy hắn ta đang đẩy thùng gỗ có bánh xe ra xe tải đang đậu sẵn. Thùng gỗ được phủ vải màu đen, ở bên trên đặt bếp nấu ăn và lò vi sóng. Nhận thấy hành vi của giáo sư có điểm đáng ngờ, ngày 24 tháng 8, cảnh sát đã gọi lại và hỏi. Ông Trung bắt đầu có biểu hiện run rẩy và nói năng lắp bắp như ở trên đã kể. Sau nhiều ngày điều tra, cảnh sát phát hiện Trung không hề rời khỏi nơi ở. Cảnh sát quyết định khám xét văn phòng làm việc của ông Trung và phát hiện ra thi thể của bà Văn trong vali đặt trong thùng gỗ. Sau nhiều lần tạm hoãn để điều tra thêm, ngày 9 tháng 11 năm 2018, Tòa án cấp cao Hồng Kông chính thức xét xử vụ án. Khi được chất vấn ở tòa, Trần Tuệ Hiền mô tả chị gái quá cố là người nóng tính, thiếu kiên nhẫn hay chỉ trích người khác. Trong khi đó thì anh rể ít nói, thường nghe theo vợ, nhẫn nhịn mọi chuyện, tài chính trong nhà cũng do chị gái toàn quyền quản lý. Con trai Trương Tư Bác cho biết mẹ luôn là người chửi mắng, làm cho gia đình lúc nào cũng xào xáo. Còn bố luôn kiềm chế cảm xúc và rất ít khi đáp trả. Ngoài ra mẹ thường xuyên chê bố bất tài vô dụng, thu nhập thấp, còn khẳng định là phải dựa vào đầu tư của mình, gia đình mới có tài sản. Thậm chí nhiều lần nhấn mạnh điều này với những người thân khác, nói xấu bố với hàng xóm. Trong khi thực tế thu nhập của người bố không quá tệ, nói đúng ra là khá dư giả, đủ để nuôi gia đình 4 người, bao gồm cả việc mua bất động sản bên ngoài. Con gái ông Trung, Trương Tư Tuệ cũng xác nhận bố mẹ hay cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt. Mẹ thường dùng những lời lẽ cay nghiệt mang tính sỉ nhục để mắng chửi bố, nhưng cuộc hôn nhân vẫn khá hài hòa. Về vụ phó giáo sư Trương Kỳ Trung sát hại vợ, ba chuyên gia tâm lý xác định Trung có trạng thái tâm thần không ổn định,
bị trầm cảm nặng do nguyên nhân công việc và mối quan hệ căng thẳng với vợ. Đây là một trong những mầm mống kích thích sự việc ngày hôm đó. Còn bên công tố cho rằng, dẫu Trương Kỳ Trung có tâm lý bất ổn vào khoảng thời gian xảy ra án mạng, tuy nhiên, đây vẫn là vụ giết người và được thực hiện vì lý do bất hòa về tài chính, không có cơ sở để giảm nhẹ tội. Ngày 26 tháng 11 năm 2018, sau khi nghị án, bồi thẩm đoàn ra quyết định ông Trương Kỳ Trung phạm tội cố ý giết người. Khi nghe bản án trong phiên tòa sơ thẩm, 352 người gồm sinh viên và đồng nghiệp đã viết hơn 100 bức thư xin giảm nhẹ tội cho ông Trương Kỳ Trung. Họ mô tả bị cáo là người nhiệt huyết với công việc, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp và quan tâm đến sinh viên. Suy cho cùng cũng là bị chèn ép dẫn đến phạm tội. Ngày 3 tháng 12 năm 2018, trong phiên tòa trung thẩm, ông Trương Kỳ Trung bị tuyên án chung thân vì tội giết người và 28 tháng tù vì hành vi ngăn chặn việc chôn cất thi thể. Ông Trương Kỳ Trung trước đó cho rằng mình phạm tội ngộ sát, nhưng bên công tố hoàn toàn không chấp nhận điều này. Với việc phát hiện ra thi thể của Trần Tuệ Văn trong thùng gỗ, vụ mất tích cuối cùng trở thành một vụ sát hại mà hung thủ không ai khác, đó chính là chồng của nạn nhân. Điều khiến mọi người suy nghĩ nhất là vào thời điểm cảnh sát yêu cầu người nhà đến nhận thi thể của bà Trần Tuệ Văn về chôn cất thì cả hai người con của bà đều từ chối có mặt. Mặc dù không rõ nguyên nhân là gì, cũng không biết hai người con muốn đứng về phe ai, nhưng tình huống trên cũng cho thấy phần nào về sự lạnh nhạt và thờ ơ của những người trong gia đình ông Trung. Hành động bạo lực sát hại vợ của Trương Kỳ Trung vào thời điểm đó đã gây náo động trong khuôn viên trường. Các sinh viên không muốn tin rằng vị giáo sư hiền lành thường ngày lại có thể phạm tội tàn ác đến thế. Thậm chí nhiều người còn không muốn tin nó là sự thật, họ thà cho rằng nó là một thông tin bịa đặt. Các bạn đánh giá vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy chia sẻ cho mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe vụ án và đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm những kỳ án trên thế giới.